Chủ nhà mở bán 5 căn nhà rất là mới, xây mới tinh tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với cái mức giá rất là rẻ cho một ngôi nhà 4 tầng, 3 phòng ngủ nha quý vị. Với dự án này, 5 căn đã bán 2 và chỉ còn 3 căn, giá từ 2 tỷ 400 triệu đồng một căn với cái thông số nhà là hướng Đông Bắc, diện tích 30m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, ngõ trước nhà thực tế 2m, cách với lại đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m. Mời người theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể với cái vị trí ngôi nhà này. Vị trí của ngôi nhà cụ thể nha mọi người thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất là gần với lại trục đường quốc lộ 21, giao thông đi lại thuận tiện, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông theo trục đường Quang Trung và phù hợp với quý vị nào đi làm ở cái khu vực Thanh Oai cũng được. Rất là hợp lý, thẳng ở trên cái trục đường Phú Lương xuống mọi người ạ. Và với cái căn nhà này Ngọc Anh quay gửi cho quý vị là giá bán 2 tỷ 400 triệu đồng. Giá bán là bao gồm cả nhà và đất, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, chỉnh chu theo như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Thiết kế phần cửa chính của ngôi nhà hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa gỗ kính. Căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết mọi người ạ. Vẫn còn một chút chút về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở, xách vali về và ở được luôn. Tất cả những cái căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị 100% cam kết giá bán từ chủ đầu tư, pháp lý chuẩn chỉnh, giấy phép xây dựng chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay ngân hàng và với những cái ngân hàng ưu đãi nhất, có thương hiệu nhất trên thị trường mọi người nhé. Với cái phần không gian, đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, thì ở đây chủ nhà có ốp cho mình một cái vách PVC giả đá rất là hợp lý ở cái không gian phòng khách, vừa sạch sẽ vừa tinh tế. Giá bán cho một ngôi nhà 4 tầng cả đất là 2 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra ở đây thì có một căn lô góc ở phía bên ngoài hai mặt thoáng thì giá có nhỉnh hơn một chút so với căn bên trong mọi người nhé. 5 căn bán 2 chỉ còn 3 thôi ạ. Đây là cái phần không gian phòng khách thì được chủ nhà toàn bộ là ốp trần thạch cao, cũng như là cho quý vị ở đây là cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt xong xuôi hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được luôn. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với cái diện tích 30m nó không quá rộng, tuy nhiên cái công năng sử dụng thì nó là hợp lý cho một hộ gia đình nhỏ sử dụng quý vị nhé. Còn nếu như để mà nó xuất sắc thì không hẳn. Tuy nhiên về cái phần giá bán và về cái phần vị trí cũng như là cái ngôi nhà đi lại thuận tiện thì nó tương xứng mọi người ạ. Với cái phần tủ bếp ở đây thì thiết kế cho mình hai cái màu, màu trắng và màu nâu. Đây, toàn bộ cái phần phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt xong hết, quý vị chỉ việc dọn đồ về thôi. Chậu rửa, vòi rửa và hồ sơ điện nước đều đã lắp đặt xong xuôi. Tầng 1 ở đây thì ngoài phòng khách, phòng bếp còn một phòng vệ sinh đáp ứng sự nhu cầu sử dụng ở phía dưới tầng 1 quý vị nhé. Đường ngõ thông thoáng, dân cư xung quanh đông đúc. Với cái vị trí ngôi nhà này gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với lại chợ Xóm, gần với ngã ba Ba La, gần với lại bến xe Yên Nghĩa. Đó. Với cái phần ngăn cách cầu thang và phần phòng khách thì ở đây có một cái vách gỗ CNC cho quý vị, trang trí rất là đẹp mắt. Tay vịn cầu thang thiết kế tầng 1 cho tới lên tầng 4, thiết kế ở đây toàn bộ là gỗ mặt bậc của bậc cầu thang, ốp đá đen cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cho quý vị căn nhà 2 tỷ tư này ở phần tầng 1. Mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Quý vị ơi, ở trên phía tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà này thì thiết kế cho quý vị là hai phòng ngủ rất là rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong, thiết kế theo kiểu master. Phòng ngủ thì rất là vuông vắn, dễ dàng kê đồ nội thất với cái sàn gỗ công nghiệp. Chủ nhà lắp cho mình rèm cửa, hệ thống trần thạch cao, ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này hướng Đông Bắc, quý vị nào mà đang hợp hướng Đông Bắc muốn tìm khu vực Phú Lương mà giá nhỉnh 2 tỷ thì cái căn này đáp ứng đúng cái tiêu chí đấy cho quý vị nhé. Đây, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Và giới thiệu với quý vị, đây là phòng vệ sinh sử dụng cho phần phòng ngủ ở phần tầng 2, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía tầng 2 cho quý vị, đầy đủ bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, lavabo bàn đá. Với cái không gian phòng vệ sinh này thì chủ nhà toàn bộ ốp gạch lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sạch sẽ,
cửa thông phòng cũng như cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái chất liệu này thì nó thẩm mỹ nó không quá đẹp, tuy nhiên về độ bền thì nó bền hơn cả gỗ ấy mọi người ạ. Và mời theo em lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2 cho quý vị nhé. Đây, với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng ngủ rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Xung quanh tiện ích chợ trường phường trạm đầy đủ cho quý vị sử dụng. Đi lại giao thông từ đây lên mà tới trung tâm Hà Đông thì nó khoảng tầm 5 km thôi mọi người nhé. Nó lên tới cầu trắng chỉ phạm vi bán kính đó thôi ạ. Ra tới bến xe Nghĩa khoảng tầm 2,5 km. Nói chung với cái căn nhà 2 tỷ 400 triệu, cả nhà cả đất như thế này rất là hợp lý. Giá đó là bao toàn bộ phí thuế sang tên nha mọi người. Và phần còn lại mời theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và với tầng 4 của ngôi nhà thì ở đây thiết kế cho quý vị một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở trên tầng 4 thiết kế cho quý vị ở đây là phần phòng thờ riêng quý vị nhé. Đây là một cái không gian phòng thờ nhỏ nhắn, hợp lý cho một hộ gia đình nhỏ sử dụng. Và đây là cái phần phòng này thì quý vị có thể, cái này thì tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình ạ. Cái này thì quý vị có thể thêm một phòng ngủ, thêm một phòng làm việc tùy công năng. Và đây là cái phần ban công trên cùng cũng như là phần sân phơi cho quý vị. Đây, sân phơi rộng rãi. Đây là cái phần để máy giặt, ống thoát nước, sàn thoát nước mọi người nhé. Như vậy ngoài đã review cho quý vị cẩn thận từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Với giá bán 2 tỷ 400 triệu, hướng nhà là hướng Đông Bắc, diện tích 30m2. Giá như thế rồi, bao toàn bộ phí thuế. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về ngôi nhà, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.